Cô chào tất cả các em học sinh khối 8. Ở tiết học này, chúng ta sẽ học các nội dung 1. Ôn hát hò ba lý, 2. Ôn tập độc nhạc số 4 và 3. Âm nhạc thưởng thức một số nhạc cụ dân tộc. Cô mời các em cùng ôn lại bài hát hò ba lý. Chúng ta cùng ôn tiếp bài tập độc nhạc số 4, Chim hót đầu xuân. Và nội dung bài học mới ngày hôm nay chúng ta học là âm nhạc thưởng thức, một số nhạc cụ dân tộc. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cồng chiêng, đàn đá, đàn tơ rưng, vân vân. Trước khi tìm hiểu về cồng chiêng, cô mời các em cùng tham khảo một số hình ảnh về cồng chiêng của người Tây Nguyên. Và cồng chiêng của người Tây Nguyên họ thường sử dụng trong những ngày lễ hội để múa và hát. Chúng ta cùng tìm hiểu về cấu tạo của cồng chiêng. Cồng chiêng được làm bằng đồng thau, hình tròn kích cỡ khác nhau. Cồng chiêng được chia thành 3 bộ: lớn, vừa và nhỏ. Âm thanh nghe như tiếng sấm rền. Cồng chiêng càng to, âm thanh càng trầm. Và được dùng trong các lễ hội dân gian của đồng bào Tây Nguyên. Mời các em cùng tham khảo một số hình ảnh của một loại nhạc cụ dân tộc tiếp thứ hai, đó là đàn tơ rưng.
Đàn tứ tưng có thể là biểu diễn bằng hình thức độc tấu hoặc hòa tấu đều được. Và người ta sử dụng những cái ống tre để người ta chế tạo ra những âm thanh khác nhau. Cấu tạo của đàn tơ rưng. Đàn tơ rưng được làm bằng tre hoặc nứa, một đầu bịt kín, đầu kia vót nhọn. Các ống to nhỏ, dài ngắn khác nhau để cho những âm thanh trầm bổng khác nhau. Âm thanh hơi đục nhưng rất độc đáo, nghe như tiếng suối chảy, tiếng thác đổ. Chắc các em nhìn vào hình ảnh này các em cũng đoán được đây là nhạc cụ đàn đá. Và đây là bộ đàn đá cổ nhất Việt Nam 3.000 năm tuổi. Đàn đá là nhạc cụ gõ lâu đời nhất ở nước ta, được làm bằng các thanh đá kích cỡ khác nhau để tạo ra những âm thanh trầm bổng khác nhau. Âm thanh đàn đá nghe thánh thót, sắc nhọn, xa xăm. Tiết học đến đây kết thúc. Ở nhà các em ôn hai bài hát Tuổi Hồng và Hò Ba Lý, đọc tốt tập trung nhạc số 3, số 4, ôn tập nhạc lý. Và để kết thúc tiết học, cô mời các em xem một đoạn clip để chúng ta nghe được âm thanh của tiếng cồng chiêng của đàn tơ rưng, là hai loại nhạc cụ phổ biến mà hồi nãy chúng ta đã tìm hiểu, để chúng ta thấy được những âm thanh đặc sắc riêng của từng nhạc cụ của vùng miền Tây Nguyên.